Quan Nguyễn cầu nguyện cho tổng 500 đi anh chị. Cầu chứ. Chỉ có ông Trump là một tổng thống rất là quật cường. Ông dư sức để mà làm cho ông miễn tội trừ thưa kiện gì đó. Ông có thể làm nhưng mà ông không làm. Ông chịu chơi vậy đó quý vị thấy không? Chưa có ông tổng thống nào mà chịu chơi như ông Trump. Nhưng mà ông là thuộc về thiện thần của cha. Cha gửi ông xuống để mà bình loạn cái trái đất này. Cái đảng Cộng Hòa lên thì là Phoenix. Phoenix có nghĩa là giống như hiện giờ là đấu nhau đúng không? Phoenix nghĩa là cho ba phát đạn cuối cùng gì đó. Thì tất cả những thể chế vô thần, cái tập chuẩn bình đều đi vào quá khứ, không còn tồn tại nữa. Những cái thể chế ác đó sẽ bị đảng Cộng Hòa tiêu diệt hết. Trong đó có luôn cả phe Hồi giáo nữa. Thì đó là nhiệm vụ của ông Trump, nhiệm vụ của đảng Cộng Hòa. Đã thừa lệnh của Thượng Đế thì họ phải gán mà làm. Thì hôm nay gặp nạn chút chút đâu nhầm gì, chuyện nhỏ như con thỏ, đừng có lo. Xưa giờ hại ổng bao nhiêu lần, cả ăn cắp lá phiếu cũng đâu có làm gì được. Quý vị cứ yên tâm. Nên nhớ chỉ có đảng Cộng Hòa mới đưa cái phe trục á, là cái phe vô thần á, đi vào quá khứ. Ngoài ra không ai có khả năng hết. Tại vì ngoài cái mặt hữu hình của mình, bên song song á, mặt vô hình của bề trên á, cũng đang chiến đấu với ma quỷ, tức là Satan á, để mà làm cho sạch sẽ trái đất này. Muốn cho sạch sẽ trái đất này thì mấy cái đầm lầy á, là phải tát sạch. Thì ông Trump có nhiệm vụ phải tát sạch cái đám đầm lầy ở Vân Đồn Bắc, Vân Phong gì đó. Phải hiện lên hết. Cũng giống như bây giờ tất cả những bệnh gì khi mình đi trị bệnh, ung thư hay là cancer, bệnh ung thư, thì phải ra hết. Những cái gì xấu xa hôm nay của cái quả địa cầu này đều phải lòi lên hết trong cái giai đoạn này, để sắp sửa bước vào một cái thời vàng kim, một cái thời đại cực kỳ là công bình, nhân ái và hạnh phúc. Cách đây 2 tuần Kiệt được lệnh nói là cái trái đất mưa thuận gió hòa, thì hôm nay Cali đầy đủ nước hết. Cả cái hồ 152 á, nó cạn queo gần mười mấy năm, hôm nay cũng đã có nước đầy đủ. Hôm nay Cali á, bông hoa phấn quá trời, cho nên Kiệt bị xỉn là hoa nó mọc lên đầy núi hết, rất là tốt. Nước cũng đầy đủ, khí hậu bắt đầu trở lại bình thường để mà không còn bệnh tật nữa nha quý vị. Thì sau đó bắt đầu mới tới chiến tranh sắp sửa đến. Thì hôm nay cái đề tài mình là chiến tranh.